chào mọi người. Hôm nay hai anh em chúng tôi Zenland sẽ đưa đến cho các bạn một cái siêu phẩm tại phân khu Trà Là Ocean Park 2. Tại những cái khu đô thị đẳng cấp quốc tế thì sẽ có những hoa hậu, và hoa hậu về khía cạnh về người và hoa hậu cả về tài sản, hoa hậu về kiến trúc. Thì Hiếu thấy sao khi em đứng trước một cái vẻ đẹp của ngôi nhà này? Thực ra thì về bề ngoài ấy, thì thực ra những cái căn ở trong này với dự án Vinhome thì luôn luôn xây theo một cái kiến trúc chung của chủ đầu tư rồi. Chỉ khi nào chúng ta bước vào bên trong thì chúng ta mới thấy được rằng là những cái điều bất ngờ, những cái điều mà thực sự là thú vị đến tinh tế, đến từ những cái bàn tay khối óc của những người thiết kế và thi công lên ngôi nhà. Ok. Thì ngôi nhà này cũng giống như tất cả những ngôi nhà xẻ khe khác, cũng diện tích là 90m², cũng diện tích xây dựng một sàn đâu đó nó gần khoảng 60m². Đấy, cũng là những cái vị trí hoa hậu. Ví dụ như căn này là ví dụ bên trái nó là đi ra đường lớn và bên phải nó là một cái công viên rất lớn ở đây. Thì nó sẽ có ví dụ một dãy này sẽ có khoảng 3-4 căn như vậy. Tuy nhiên là với bàn tay khối óc của người thiết kế, những người mà tạo lên ngôi nhà thì thực sự là đó là không phải đơn vị nào hay đội thi công nào. Anh thì thấy rằng là để chủ đầu tư tâm huyết như Vinhome xây lên được những công trình mà được những tổ chức quốc tế đánh giá và ghi nhận những bằng cấp bằng Guinness, nhưng bên cạnh đó là những cái vị thế đầu tư tài sản của chủ nhân. Và hôm nay chúng ta cũng sẽ thấy là một cái vị thế chủ nhân chọn vị trí tài sản, và thứ hai là một đơn vị kiến trúc đưa những cái tâm hồn và tác phẩm nghệ thuật của chúng ta nâng cao cái giá trị của cái tài sản của chúng ta, bất động sản. Căn này sẽ sử dụng cái thiết bị smart home. Đây là chúng ta sẽ thấy em thấy vào bắt đầu vào thì cổng thì bạn ấy sẽ thấy rằng là khi em từ xa ở nhà về, em có thể từ trên ô tô em đã bật được cái điện. Và một cái khung cảnh này thì anh nghĩ là cũng một sự chào đón của chúng ta đây cũng hết sức là lãng mạn, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái vẻ đẹp của cái căn hoa hậu này. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vẻ đẹp của cái căn này. Thì chúng ta sẽ thấy là đấy, em thấy không, bật điện lên này đúng không, và những cái chú cá sẽ chào đón chúng ta. Anh hy vọng một thời gian nữa sẽ rất là to và nhìn thấy chủ nhân đúng không. Nhưng mà để anh bước trước nhá. Nhưng mà anh đang thấy là nếu như một số cái giai đoạn mà chúng ta có tiệc với bạn bè thì về đây cũng phải rất cẩn thận nhá, đúng không? Em thì em thích cái những cái bước đi trên nước như này. Như rất là lúc nào mà hơi say say một tí, nó phiêu phiêu một tí. Thế thì mỗi khi mà đi tiệc ấy thì em lại muốn cái cảm xúc về nhà, đúng không? Căn này dành cho chủ nhân những cái căn sẻ khe, anh thấy thiết kế là gì? Chúng ta ở đây chúng ta sẽ có mái kính, chúng ta vào đến đây thì sẽ không bị mưa. Thì hai cái không gian này thì đều đem lại cho chúng ta cái khoảng không. Đấy, cái cây xanh nữa. Đấy, và câu chuyện của cái thiết kế của chủ nhân này cũng khi chúng ta được gặp gỡ trực tiếp của anh ấy thì có cái sự chia sẻ chuyên sâu hơn. Như căn này thì em thấy là chủ nhà đang hoàn thiện nó tầm khoảng 9% gì đấy, và đã ưu tiên cho anh em mình quay trước. Rồi, ok. Nếu mà đúng như là cái sảnh này thì nếu mà là em sẽ thiết kế một cái quạt trần nó khe phẩy thôi. Hoặc là chúng ta sẽ có thể kê được một hai cái đúng rồi, ghế ở đây, ghế đây. Rồi, uống trà ngồi. Ok. Cái cửa này thì anh đánh giá là như thế này. Cũng là cửa hai lớp đấy, và những cái thiết bị an ninh cũng rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây thì đầu tiên thì anh thấy như thế này, cái căn này thì bên trong lòng nhà tầm tầng một ấy, tầm diện tích là 63, nhưng mà diện tích xây dựng đâu đó nó tầm độ 80% thì 55m. Chúng ta sẽ thấy đây một sự cải tạo cách tân thổi hồn một sản phẩm. Một cái phòng mà chúng ta sẽ nhắc ngay đến đây, vào đến cái khẳng định vị thế gia chủ, đó là phòng khách gia chủ. Nhưng mà em sẽ thấy đây, em thấy không? Đấy, tức là gì? Chủ nhân anh thiết kế anh ấy đã hy sinh một cái chỗ này. Anh này yêu Vin, anh hay đập phá, nhưng mà đập phá anh lại kiến tạo những giá trị tuyệt vời nhất. Đấy, em thấy một cái sự double ở chỗ này đẹp không? Em thì em thấy rằng là một là khi mà bước vào căn này, một là cái không gian nó tràn ngập màu trắng. Với cái những căn mà diện tích khoảng 55m² một sàn thì mình nên sử dụng những cái màu sáng màu, thì cái cảm giác cái ngôi nhà mình nó sẽ cảm giác rộng hơn. Thứ hai nữa là một điểm mạnh nữa là căn này là chủ nhà đã hy sinh một khoảng tầng phía đằng trước này là một khoảng thông tầng đó, và chuyển cái lối đi như cách kê cái sofa đây là chuyển lối đi sang bên cạnh thì cái không gian của phòng khách nó được tập trung lại rồi. Ok. Chúng ta sẽ thấy là vào một cái ngôi nhà chúng ta hay nhắc đến câu chuyện tứ trụ là gì, là phòng khách thể hiện quyền uy của gia chủ, đúng không? Và một cái phòng nữa phải luôn luôn các chị em phải dành cho một cái diện tích thật đảm bảo nữa là phòng bếp. Thì chúng ta sẽ sang đây, chúng ta sẽ nhìn xem là cái không gian bếp với từng một vị trí thì chúng ta sẽ như thế nào. Thì em
thực sự là vẫn ấn tượng với cái phòng khách này. Thôi cứ từ từ bình tĩnh. Còn cái nhiều điều em trải nghiệm đúng không? Từ hoa hậu vô địch anh lại thích, em lại thích ngồi luôn đây đúng không? Đèn chùm theo kiểu sao rơi này chẳng hạn. Hoặc là từ những cái chiếc đèn ốp trang trí rồi thì những cái vải dán này rồi thì tranh đá. Thực sự rất là ấn tượng. Cái cũng xin lỗi là cái đúng không? Anh em lâu rồi Zenland không đưa đến cho những siêu phẩm vì cũng sự đòi hỏi rất sự kỹ càng của những cái người kỹ sư hay những gia chủ. Thì anh ấy đợi cái thảm này và cái không gian này nữa. Đấy, để anh ấy cho cái sự trau chuốt. Cảm ơn là anh em Zenland được lan tỏa đầu tiên. Đấy, chúng ta sẽ bước sang cái phòng khách. Thì em thấy đấy là gì? Với diện tích đâu đó nó rơi vào tầm độ khoảng 55m² ở tầng 1. Đấy, theo cái quy chuẩn xây dựng của với chủ đầu tư Vinhome thì em thấy là đây cái chỗ này là phòng khách, đây là phòng bếp với 6 bàn ăn đúng không, không gian bếp đây thì anh cái với nhưng cái điều quan trọng nhất đó là cái vị thế, cái chỗ ngồi. Em ngồi từ đây nhá, em vẫn nhìn cái không gian đây nó lưu thông rất là rộng, cái kết nối không gian giữa phòng khách, phòng ăn, và điều quan trọng nhất là chúng ta ngồi đây này, chúng ta vẫn ngắm được cái khung cảnh này. Đặc biệt cái điện ấy thì đôi khi cái màu sắc ấy bạn ấy đang bật lên nhưng mà cũng đem lại cái món ăn của chúng ta có khi lại có gia vị. Cái việc mà sử dụng màu sắc nó rất là quan trọng. Đến ví dụ như những cái màu vàng như này, màu ánh vàng từ chiếc tủ này, rồi những chiếc đèn ở trên trần như thế này. Thực sự là giúp cho chúng ta có cái bàn ăn nó lung linh hơn. Và một cái chiếc cầu thang rất là cách điệu đây. Thực sự em rất là ấn tượng. Bởi vì với một cái căn mà 55m² một sàn ấy, đa số là chúng ta sẽ làm cầu thang theo kiểu truyền thống, kiểu vuông vuông vút. Nhưng ở đây là một cầu thang thắm rất là hay. Và em thấy là căn này sử dụng điện thông minh. Tức là bước đến cầu thang cái là từng cái bậc cầu thang ánh điện. Nói về đôi chân thì anh nghĩ là lưng niu bàn chân kìa. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà cô gái nào, một cô hoa hậu có mặc áo dài có đứng đây thì anh nghĩ là đem lại cảm xúc rất nhiều mà có khi mình muốn đi lên luôn ấy. Từng bước lên bậc cầu thang ấy, giống như là chúng ta đang bước lên những cái cung bậc, những cái nó giống như là chúng ta đang bước rất là nhẹ nhàng trên cái bảng phím piano ấy. Rồi ánh sáng màu sắc dần dần. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ở đây thì anh sẽ thấy là một ngôi nhà sẽ dùng cho cái sport thích tập thể dục đúng không? Đâu đó cuộc sống hiện đại chúng ta cũng cần những sự thang máy, nhưng ở đây thì chúng ta thấy là cứ bước chân lên đúng không? Hai người anh em bước phải bước thực tiễn thì mới thấy là cái độ dốc và các thứ nó đem lại chúng ta cái cảm giác rất là thoải mái khi chúng ta bước chân từng bậc thang này. Điều thú vị nữa là em thấy là cái bậc này ấy, đa số những căn chúng ta đã quay là sử dụng gỗ tự nhiên, nhưng ở đây với cái vật liệu mới là gỗ công nghiệp. Căn đấy rất chắc chắn và quan trọng là gì, nó rất là đồng bộ, đồng màu. Không gian này, cái chỗ này, cái chỗ này thì anh em thấy là cái không gian em đứng lên trên này ấy thì là em sẽ thấy là cái đèn chùm này, vị thế của gia chủ rồi đúng chưa. Đấy, cái thứ hai nữa một sự cái này thể hiện cái sự mát mà ai cũng muốn. Bây giờ anh vỗ tay mấy cái là em cũng nhìn thấy không gian tuyệt vời tại nơi đây. Đấy, em đang thắc mắc là làm nào phớ đây làm để trèo ra kia để mở cái rèm kia đấy đúng không. Thì cũng như câu chuyện vừa nãy mình bàn ở bếp rồi đấy, bàn ở bếp rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bàn nhau là cái thiết bị rèm, cái thiết bị an ninh, thiết bị smart ở trong từng ngôi nhà ai cũng thấy, và cái thổi hồn mà trong cái sản phẩm ở đây thì cái sự kết hợp của công nghệ nữa. Thì em sẽ nhìn đây, chúng ta sẽ thấy cái không gian đèn này chúng ta điều chỉnh được này. Đấy, cái tiếp nữa nhá là cái rèm kìa. Em thấy không? Đấy, em rất là thú vị với cái rèm này. Cái nếu như mà buổi sáng nhá thì chúng ta hẹn giờ tắt mở, thế sau chúng ta ngồi ở không gian này. Đấy thì em thấy sao? Đấy, và thỉnh thoảng chúng ta bằng cái smartphone thôi. Đấy, vừa nãy anh vỗ tay thôi, nhưng mà không ta phải em biết là như em biết thì là với thiết bị thông minh, điện thông minh của Lumi này rất là sáng tạo và có rất nhiều cái chế độ. Ví dụ như là chế độ ví dụ trước khi về nhà, thường ví dụ như là từ 6 giờ về nhà chẳng hạn thì có thể bật lóng lạnh trước này, bật điều hòa trước này. Ví dụ hoặc bật điện trước. Trước đó khoảng 15-20 phút chẳng hạn. Để gia chủ khi mà về là mình có thể là sử dụng ngôi nhà mình luôn rồi. Ở đây câu chuyện là riêng anh dành riêng cho quý cư dân Ocean Park 2 cái câu chuyện tổ ấm ăn vui, cái thiết bị Lula thông minh này sẽ tuyệt vời cho những quý cư dân đấy. Câu chuyện đó mình chia sẻ sau. Nhưng ở cái giá trị tài sản này thì anh thấy là rất là tuyệt vời. Bây giờ một phòng khách nữa. Bên dưới chúng ta nhìn thấy mỗi một cái không gian, mỗi vị thế từ bếp chúng ta nhìn thấy phòng khách. Nhưng ở đây thì em sẽ thấy là gì?
khi mà chúng ta tiếp khách ấy, mỗi một vị thế của tài sản, mỗi vị thế của những vị khách, hoặc khi con em cái chúng ta, các bé lớn lên thì cũng có những không gian tiếp khách riêng, đúng không? Ở đây cũng có thể tính những hợp đồng triệu đô. Những doanh nhân thì người ta ở đây nhất đặc biệt là khu Trà Là 365 ngày nghỉ dưỡng, có khi 4 mùa là tiếp tục khách. Thấy là đúng là dưới kia phòng khách cũng đã một cái phong cách rồi, nên đây là phong cách rất là hiện đại, rất là trẻ trung và sang trọng nữa. Phải nói là cái phong cách này thì nó phù hợp với rất nhiều đối tượng, nhất là những tầm tuổi doanh nhân mình, doanh nhân. Anh thấy rằng là trong quá trình tiếp khách thì lựa chọn cái vị trí và cái không gian để thể hiện lên cái quyền uy của gia chủ, hoặc là cái không gian riêng của mỗi một cái thành viên trong gia đình. Đấy, gắn kết hay không gian gắn kết hay không gian riêng tư, anh thấy là ở đây là được hai phòng khách, đúng không? Đấy, một cái không gian, một cái ngôi nhà đây là chắc là mọi người sẽ thấy đặt rất nhiều cái vấn đề là ý tưởng của cái người kiến trúc sư. Công nhận là chủ nhà đúng là đã biết, rất là biết tận dụng cái không gian đây. Rồi, tầng 1 phòng khách rồi, tầng 2 phòng khách tiếp. Rồi, em rất là tò mò các tầng trên như nào. Đây em thấy không? Ngồi đây thì cái vị thế đúng chúng rồi. Ta nhìn đây rất là đẹp nữa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá trên tầng, các tầng tiếp theo thì có gì. Đấy. Ở đây thì bây giờ nhá, chúng ta cũng sẽ thấy bắt đầu bước trên lên trên này. Đấy, đấy em thấy không? Đấy. Được. Từ các bé hay là gì thì chúng ta sẽ thấy một cái như một kín đàn, đúng không? Đây là buổi đêm đúng không anh? Cung điện mình cũng không phải bật điện về ánh sáng, đúng không? Cái vũ khúc về ánh sáng. Chà Là có 3 công viên thì chúng ta ra đây trong chính nhà chúng ta cũng những cái vũ khúc ánh sáng riêng. Đấy thì lên đến đây em thấy cái sự thiết kế ở đây chủ đầu tư cái phòng tầng này thì chủ đầu tư cái bạn này không phải chủ đầu tư mà chủ nhà thiết kế ra là cái không gian riêng này. Ở đây chúng ta một cái sảnh đón sảnh đón có những bức ảnh tuyệt vời. Nếu mà không gian này em rất thích đấy, cái này thì cũng có một cái sự đặc thù, nếu mà chúng ta nhìn sang bên kia cái sự tinh tế của bạn thích kiến trúc sư, đúng không? Cái sự kiến trúc cũ nữa kìa, anh nhìn kìa. Đấy, với cái kiến trúc của bạn này đó, cái kiến trúc cũ kìa, cái cầu thang kìa. Đấy, nó sẽ có những cái điểm mà mình nghĩ là nó chưa hoàn hảo, nhưng mà riêng bạn kiến trúc sư lại bảo cái khẩu ra đây rất là hoàn hảo. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây, cái này là phòng ngủ master. Anh sẽ thấy là một điều hết sức tuyệt vời ở đây là gì? Màu sắc thôi. Em phát biểu đi. Thực sự là em rất là ấn tượng bởi vì cái không gian này nó cũng không phải là quá rộng. Rồi. Thế nhưng mà một là sử dụng màu sắc vẫn tông màu trắng và những cái tông màu nó hơi ngà một chút. Đấy, rồi đi điểm xuyết những cái chi tiết nó hơi vàng vàng, mạ vàng. Cái thổi hồn về đây thì trong cái phòng ngủ tức là chúng ta sẽ thấy là sự tái tạo ra năng lượng, đúng không? Gia đình hạnh phúc và câu chuyện nó rất nhiều thứ, nhưng mà cái mỗi một bức ảnh anh nhìn nhá, bức ảnh này chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà đặt ở vị thế nào, đặt ở Trà Là hay đặt ở những cái gì nhẹ thì cũng có cái sự kiến trúc mà được đấy, bạn kiến trúc bạn cái sự lan tỏa và cái trải nghiệm rất là lâu rồi, có những cái kết hợp cả các không gian này nữa. Đấy thì đúng là với cái bố trí như này tự nhiên cái phòng ngủ ra cảm giác rộng hơn. Và một cái sự tinh tế đồng nhất ấy, em thấy là ví dụ như ngay từ những cái thiết kế, những cái tường decor như này cùng với những chiếc rèm này nó đồng một cái chi tiết. Đấy thì anh thấy là không biết là những cái cô này treo ở đây xinh hơn. Chắc là đây là gia chủ như vậy. Còn bình thường là anh ít hiểu về cái này. Đấy, ngày trước là anh đi bản giao thô ấy, sờ vào tường nó giáp lắm, nhưng bây giờ sờ vào đây là da mịn như da em bé 18. Đấy, em thấy không? Cả cửa, đúng không? Cái tông màu với kết hợp với đây cái giường, cái size lớn, đúng không? Thì chắc chắn rồi, cái chỗ này sẽ là sự hạnh phúc của gia chủ rồi. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ xem cái không gian kết nối sang bên này. Thì cũng là một điều tuyệt vời nữa là gì? Cái phòng ngủ này phòng master, nhưng bên này sẽ là phòng thay đồ này. Phòng thay đồ và phòng vệ sinh. Thì cái kết nối mà anh nghĩ rằng là cái hai vợ chồng mà các đồ để như thế này thì tủ kính rất là đẹp, hoa hậu ở nhà, nhưng mà tài sản thì chắc này cũng là cô này cũng hoa hậu đấy nhỉ, đúng không? Em rất thích là cái việc mà chia không gian như này. Ở đây mỗi một không gian riêng tư nó lại có một cái cửa như này, và vệ sinh mà làm được cửa đôi như này mở ra hai bên này thực sự nó rất là sang trọng. Vào khi mình bước vào không gian cũng thế. Một điều nữa là em thấy là với ngôi nhà này kiến trúc nó chia đều ra hai bên,
nó một cái chia tỷ lệ tương xứng. Bên này là bệt vệ sinh này, bên này là tắm đứng này, và đây ở đây chúng ta có hai cái trọng điểm, đúng không? Hai nếu như buổi sáng là chúng ta những doanh nhân chúng ta vẫn có thể là cái công tác vệ sinh cá nhân, đúng không? Đây cái tay ở bên trên này anh thấy rất là kinh tế này. Như vậy thì tầng 3 của chúng ta có một cái phòng master, có khu vệ sinh và phòng thay đồ. Đấy, và rõ ràng rồi, tài sản của bạn nói lên vị thế của bạn và cái không gian sinh hoạt sinh sống như thế này hết sức là kinh tế, tái tạo cái năng lượng. Và điều em rất là ấn tượng là với 55 m² một sàn thôi, nhưng mà thực sự là thiết kế cực kỳ khoa học và nó trong suốt từng một cái chi tiết nhỏ. Nếu như các doanh nhân mà đi nghỉ các khách sạn 5 sao sau mỗi cuộc ký kết hợp đồng, tôi nghĩ anh cũng sẽ vẫn về nhà mình thôi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tầng trên xem cái sự trải nghiệm tiếp bạn chủ nhà đưa đến cái giá trị tài sản ở đây bên trên như thế nào. Trên này thì em lại thấy có một cái sảnh với một cái chi tiết nó hơi khác một chút. Ở đây được ốp gỗ óc chó, vẫn một cái sảnh đó. Và cái vải này thì em rất ấn tượng, cái vải này xuyên suốt rất là sang trọng. Mỗi một không gian thì cái như kiểu cái phòng để coi như là cái không gian, nếu không bố mẹ ở bên dưới đúng không, hai con ở bên này thì có bên giữa này, anh thấy là một không gian chung, nhưng mà ở đây thì chắc là hai phòng ngủ đúng không? Sự tinh tế. Bên này là đây, chúng ta sang bên này trước. Anh thấy là như này, một phòng này thì thiên về gỗ hết này, em nhìn nhá. Đấy, các cái bức ảnh mà anh thấy là sự tinh tế này, đúng không? Như vừa lại em khen ấy thì vâng, cái vải gắn xuyên suốt về cái này, đúng chưa? Đúng không? Đấy, thế và đây thì cũng có thể là lựa chọn cho các con hoặc là tùy theo mệnh. Đấy thì bạn ấy chọn cái gỗ này đúng không? Ở bên này nó là gỗ óc chó, cái loại gỗ mà cái vân rất đẹp, nó phù hợp với rất nhiều lứa tuổi. Vừa nãy khen ảnh cô gái nhưng mà bây giờ khen ảnh này cũng vẫn đẹp và tinh tế, em thừa nhận không? Đấy thì các cái không gian và nội thất thì chúng ta sẽ thổi hồn và cũng và kết hợp với cùng các bạn kiến trúc sư nữa. Rồi mỗi phòng ngủ thì lại một cái phong cách và một cái chủ đề thiết kế nó hơi khác nhau một chút, nó có phù hợp với nhiều lứa tuổi hơn. Ở bên này thì chắc là cũng là một phòng ngủ nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang bên này. Bên này thì anh lại phải đặt câu hỏi là thỉnh thoảng mà em mà có lỗi lầm gì với vợ thì có khi phải sang đây. Không, em nghĩ là ngủ một mình. Cái việc mà nhiều khi coi mình cũng không có lỗi đâu đấy, nhưng mà nhiều khi định đoạt lỗi không là do vợ mình ấy. Nhiều khi mà những hôm mà trái nắng rửa rời cái vợ bảo là không thích ngủ cùng, là nghĩ là cái phòng này rất nhưng hợp lý. Ông kiến trúc sư này kia tinh tế đúng không? Rất là tâm lý. Thật ra thì có thể là vẫn chờ, phòng chờ cho các bạn thích cái gì nữa, đúng không? Phòng này phòng tập yoga của Tiên chẳng hạn. Đúng không? Chứ còn anh thì có khả năng nhiều lúc anh cũng tội lỗi ngủ một mình thì cũng hay. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là chúng ta đi ra đây một cái không gian mà của đặc biệt cho cái ban công của căn này căn đông nam. Đông nam thì cái thời lúc này anh em mình đang ghi hình nó rơi vào tầm 17 giờ. Đấy thì em nhìn thấy một cái sự đây, bạn kiến trúc sư bạn cũng có sự kết hợp nhá, cái mái che này, đèn này. Đấy và chúng ta sẽ thấy rằng gì, cái lựa chọn vị trí tài sản ở Chà La thì có 13,9 hecta và 1801 căn biệt thự thấp tầng. Với mỗi một vị trí đây, chúng ta chỉ vài bước chân là chúng ta sẽ ra một cái không gian sống xanh, là công viên Family. Chả là có 3 công viên Family này, công viên Adventure và công viên Lifestyle. Thì anh vẫn muốn nói rằng là cái vị trí tài sản và sau đó thì ở những cái không gian và chúng ta cần những cái bàn tay của những người kiến trúc sư đứng ở những cái vị thế này. Đấy thì chúng ta hãy qua đây những cái sự trải nghiệm tuyệt vời nhất để chúng ta cùng lên cái tầng trên xem là tác phẩm của bạn kiến trúc sư hoàn hảo đến ra sao. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên tầng cao, tầng 5 của ngôi nhà. Tầng 5 với thiết kế của chủ tư thì em nghĩ rằng là chắc là có thể là để kho và phòng thờ là chính. Đôi khi thì anh thấy ở đâu cũng có sự bữa tiệc ánh sáng, đúng không? Đấy, và những thiết bị này nó luôn luôn được tôn lên vẻ đẹp. Chắc chắn rồi, em là cẩn thận là vợ bảo chuẩn bị mua ở đây kiến trúc như này đấy nhá. Em cứ sợ quay xong những căn nhà đẹp là luôn người vợ là cứ thích phấn đấu để mà mua đó. Đấy cũng là một cái động lực của khi anh em mình review. Đây là bên trên này là vệ sinh nhỏ và còn có tắm đứng này, chậu nó có bệt. Ok, và đôi khi thì ở đây là mỗi mét vuông chúng ta sẽ có hàng ngàn tiện ích, nhưng đôi khi chúng ta cũng phải tính đến giá trị nữa.
và giá trị nó nhiều triệu trên một mét vuông ở đây. Bên này là một cái phòng ngủ dành, có nghĩa là chắc là dành cho giúp việc. Và có thể là kho. Nhưng mà anh ấy tạo ra hai cái này thì mình nghĩ là nhà cũng đông người, cũng rất là tuyệt vời. Có thể là xe này. Đấy. Thì câu chuyện ở đây và chúng ta sẽ có những cái sự trải nghiệm để phân tích. Ở đây cũng có nhiều cái câu chuyện là phải đến đây kết nối thì mới nhìn thấy cái thổi hồn của những cái câu chuyện. Thực sự là nếu mà không xem cái thiết kế căn này thì không nghĩ rằng căn này nó chỉ có 55 mét vuông một sàn. Đấy. Phía trước là vẫn là sân phơi đúng không? Máy giặt đúng không? Đúng rồi, đúng không? Đấy thì cũng là với thiết kế nó cực kỳ khoa học phải. Đứng trên này em nhìn thấy không? Một sự sang trọng. Không nghĩ ngày xưa anh đi, anh em mình đã gặp những câu chuyện của bàn giao thô. Nhưng ở đây thì đúng là thấy rằng là không thở hồn và lưng cao với giá trị của những cái bạn kiến trúc sư thật sự là am hiểu và đưa đến cái vận pháp giá trị tài sản, lưng cao giá trị tài sản vô cùng tuyệt vời. Anh em mình vừa có những trải nghiệm khám phá cô hậu tuyệt vời này ở phân khu Trà Là tại thời điểm này. Rất hy vọng là trong hơn 12.641 căn biệt thự tại Ocean Park 2 thì sẽ có nhiều những tác phẩm tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mà rõ ràng là câu chuyện của đầu tư thì lựa chọn để đầu tư ở những vị trí tài sản sinh tiền thì Hiếu có lời khuyên gì? Em thấy rằng từ khi mình không hoàn thiện thôi. Còn khi mình đã hoàn thiện kể cả với mục đích là để ở hay có thể là sau này mình sẽ bán đi thì với bàn tay của những người thiết kế, những người làm công trình này thì em nghĩ là khi mà khách người ta đã vào công trình như này thực sự là mê mẩn. Như em là em rất là mê mẩn kiến trúc này, thực sự là em chỉ muốn mua ngay. Thế vì chính vì vậy mà tại sao mình không đầu tư những căn mà có thể là mình hoàn thiện theo cái góc độ mà đạt như này thì có thể mình bán hoặc là mình ở mình cũng thích, bán thì sẽ được giá thì nó sẽ đạt được cái mục đích của mình, nó hiệu quả về kinh tế hơn rất nhiều so với cái việc là chúng ta làm theo kiểu là làm gọi là làm cho có để bán chẳng hạn, đấy, mục đích kinh doanh chẳng hạn. Thì đúng là có những cái nó gọi là ngôi nhà nhưng mà có những cái người ta gọi là tác phẩm. Tác phẩm thì nó vô giá và đúng là lúc đấy khi người ta thích rồi thì giá nào cũng khách hàng cũng quyết hết. Anh thì anh thấy là lựa chọn vị trí đầu tư tài sản nó là một câu chuyện. Tiếp theo, cái sự cải tạo, đem những hồn và thổi hồn vào trong tác phẩm, tạo lên những cái tài sản mà gọi là báu truyền, báu vật sinh lời trong tương lai hoặc là những tài sản để lại cho thế hệ mai sau thì cần rất nhiều yếu tố. Ví dụ như chúng ta cũng sẽ luôn luôn yêu vin thì chúng ta sẽ có những sản phẩm như thế này đúng không? Hơn thế nữa là cũng cần những cái người cái sự kiến tạo nên tạo lên những giá trị. Thì anh cũng có sự kết luận rằng là nếu như các bạn đầu tư những vị trí tài sản thì hãy gặp anh em mình. Nhưng mà để mà lên những tác phẩm hoàn mỹ hơn, lương cao giá trị, môi sống tuyệt vời nữa thì chúng ta cũng không quên là vẫn sẽ cảm ơn chủ đầu tư Vinhome đúng không? Sau đó nữa là gặp những các anh kiến sư như thế này thì chúng ta thực sự là có những tài sản gọi là báu vật tuyệt vời cho thế hệ mai sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.